Em chào các bác nhé, đã trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng. Hôm nay em xin review con máy tiện Mazak chống tâm 1m140. Đấy, thì con này trước hết đó là đời máy 10 số nên là còn rất ok em ha. Thì đây, cái này là 1500 vòng phút là số lớn nhất, số nhỏ nhất là 25 vòng phút ha. Đấy, thì nói tóm lại nó là đời 10 số. Đấy, thì con này đặc biệt của nó có cái khúc hầu nhá, tháo hầu được đấy anh em ha, tháo hầu được đây, tháo hầu đây. Đấy, thì được cái là bàn dao nó còn đẹp nhá, bàn dao còn đẹp, còn số trước là ok. Đấy, bàn dao còn rất đẹp, độ quay trung xích là 3 vạch ok ha. Đấy, đây nước sơn thì nó hơi cũ một tí quá ha, hơi cũ một tí nhưng mà cũng còn được 7,5 điểm nước sơn ha, nước sơn còn 7,5 điểm. Đấy, thì em xin đo kích thước này, từ đầu này đến đầu này là 1140 ha. 1140. Mâm cặp này là 6 chấu, 3 chấu phải và 3 chấu trái, hiệu Takisawa. Qua băng con này được 500 và qua hầu được 660 và qua bàn dao được 260. Đấy các bác ha. Dung xích này rất rõ đi, rất rõ ok ha. Rất rõ. Tất nhiên là mấy cái độ dơ này là lau cái nó sạch nhá. Đây, lau này. Lau nó sạch nhá. Cái này là độ dơ thôi ha. Rất sáng, ok ha. Đấy thì con này em đang bán với giá là 88 triệu. Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ em con này. Thì trung tâm 1100 nó có hầu nhá các bác nha. Có hầu. Lỗ nòng được 52mm nha. Nội dung nước sơn này còn rất ok quá ha. Đây, nước sơn soi kỹ thì còn rất ok nhé. Thì các bác xem nếu có nhu cầu được thì liên hệ với em. Số điện thoại 0938 312 207. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Con máy này em cũng xin chia sẻ là như này. Gần đây em đang kẹt vốn nên là em nhập vào bao nhiêu thì em sẽ bán ra bấy nhiêu cho các bác. Hôm trước là cách đây 3 tháng em nhập vào con này là 88 triệu, hôm nay về đây thì em cũng bán 88 triệu cho các bác. Đấy, chứ trước đây ấy, con này nó phải trên 100 cơ. Nếu mà Mazak mà có hầu trên 100 triệu. Nhưng hiện tại bây giờ là em bán ra 88 triệu, em đang cần vốn. Rồi, em cảm ơn các bác nhiều. Con này là sọc chốt. Vừa sọc chốt vừa phay được, vừa khoan được. Vừa phay được, vừa khoan được. Hiệu Fuji. Con này nó có tự động nhá. Bàn có tự động luôn. Băng bi còn sáng, đẹp ha. Nó có tự động nhá. Và đặc biệt là tu xích rất mới nhá. Tu xích mới sáng choang hết này. Đấy, băng bi là còn bông vảy cá luôn nhá. Còn bông vảy cá luôn. Thì hành trình này là sọc chốt nhá. Bên này là. Rồi, em xin cảm ơn các bác.